ta. Bè nhớ nha, dù gặp khó khăn gì cũng phải kiên cường để đối diện. Con mợ sẽ mãi mãi ủng hộ các con, biết không? Dạ biết. Pha Phim Việt Nam phát hành bộ phim Ba Họ Một Nhà, người dịch Trương Quốc An, diễn viên Lồng Tiến, Thế Thanh, Thế Phương, Bá Nghị, Quy Hồ, Thanh Bình, Điển Nhi, Tuyết Ngư. Mỗi người một ước mơ. Nè mà, sao đi làm sớm vậy? Tối qua 4 giờ mấy em mới ngủ mà. Gần đến hồi kết là vậy đó. Em đã ký giấy nhập học cho mấy anh đem cất rồi. Lát nữa anh chở bánh dứa vài con năm đi học, anh sẽ đưa cho văn phòng trường. Vậy anh đưa chú đi học trước đi, không cần đợi em. Tối nay có cần nấu cơm cho em không? Thôi khỏi đi. Em có kiểm tra lại tối thứ bảy em có bận việc gì không? Thứ bảy có gì chứ? Có gì à? Tối thứ bảy đi nghe hòa nhạc em quên rồi sao? Em ghẹo anh thôi. Nhìn nét mặt căng thẳng của anh kìa. Tối thứ bảy là đêm biểu diễn từ biệt về hưu của ân sư thầy Diệp của anh chứ gì. Chuyện lớn như vậy lẽ nào em quên? Bởi vì mới nói em đáng được thương. Chứ gì nữa? Nè anh chở bọn trẻ đi học cái đã. Bye bye. Bye bye. Thứ bảy, không có, không có. Không phải chứ. Làm ơn đi hết đi, thông cảm đi mà. Không phải, tôi biết, tôi biết. Nè cô, bây giờ cô. Dạ, được, được, được. Ok, 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 nè, vậy. Vậy tôi, lát nữa tôi gọi cho cô nha, ok, ok. Sao hả, có được không? Có lẽ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ cô có lịch làm là từ tối 25 đến 7 giờ sáng 26 đó. Ngày 25 ở phòng thu từ 17 đến 25. Tức là không ngủ được. Dạ phải rồi, không được ngủ đâu. Nhưng mà không sao đâu. Đến những buổi hòa nhạc đó thật tình buồn lắm đó. Chị ngồi xuống sẽ mau chóng ngủ ngay. Dĩ nhiên là không ngủ được rồi. Lúc chồng tôi học trung học, người thầy đã bỏ nhiều công sức dạy nhạc cho ảnh. Có thể nói là người thầy hướng dẫn giúp ảnh phát huy âm nhạc. Ảnh kính trọng ổng lắm. Nếu mà lần này tôi không thể đi xem hòa nhạc được, tôi không biết ảnh sẽ như thế nào. Nè sếp à, sếp có lên lịch hay không vậy? Nếu có thì em lên liền. Ok. Đến lúc đó đành phải nốt thêm cà phê trà xăm thôi. Cho em một phần nữa nha. Alo, phải, hãy đi hả? À phải, làm đây. Dì mẹ liền nói với dì con. Bé. Dù có ai đến, con cũng đừng mở cửa nghe. Vậy đó. Bé. Dì con hỏi tại sao vậy? Dì mẹ liền nói, nếu không con sẽ gặp nguy hiểm ngay. Con ơi, có phải dì mẹ là phù thủy không? Dĩ nhiên là không, sao con hỏi vậy? Sao giọng nói của dì mẹ khó nghe quá. Vậy sao? Con không muốn nghe dì mẹ đâu, con muốn nghe dì cha. Lại chuyện gì nữa? Đã thỏa thuận nghe kể chuyện xong rồi, con phải đi ngủ ngay chứ. Bây giờ mới có 9 giờ thôi, bình thường con 10 giờ mới đi ngủ chứ bộ. Có phải muốn muối quên rồi không? Cậu đã nói với con rồi, ngày mai đi nghe hòa nhạc mà. Phải đi ngủ sớm cho tinh thần tỉnh táo. Không này. Chịu đâu, con muốn nghe mẹ kể chuyện xong mới đi ngủ. Con muốn nghe mẹ kể chuyện. Nè, thế là trước khi dì mẹ đi chợ mua, liền nói với dì con. Nè, bây giờ mẹ ra chợ mua rau nha, các con ngoan ngoãn ở nhà.
dù là ai đến cũng đừng mở cửa biết không. Nè, ngủ rồi. Nè, em đợi anh một lát nha. Cái này hả? Dạ phải. Lâm. Hả, sao hả sếp? Nè, cái này làm sao được, đổi lại đi. Hả, không được sao? Kịch bản của tôi đâu? Ừ, về đây, về đây. Ừ, cảm ơn. Ê, có phải được nghe kể chuyện không? Phải đó, thật ra sau khi với mẹ đi chợ về sẽ ra sao? Phải, về nhà không? Chuyện này kể cho mọi người nghe sao? Mọi người phải đóng phim và diễn, chuẩn bị bấm máy rồi. Muốn đi vệ sinh thì đi nhanh đi. Ờ, đi vệ sinh. Ờ, đi, 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 đi. Không mắc. Sao hả? Lúc nãy có làm phiền em không? Anh nghĩ sao? Đâu phải là lần đầu. Tối nay em làm suốt đêm, buổi hòa nhạc ngày mai có tranh thủ được không? Yên tâm đi, sẽ kịp giờ. Nếu không kịp giờ, không đủ sức khỏe thì đừng nên cố gắng. Được rồi. Nè, anh đuổi sẵn đồ giùm em nha. Sáng mai xong việc sẽ lập tức về tắm rửa thay đồ. Vậy thì cùng đi xem. À phải, em nhớ phải ăn chè hột sen Tuyết Nhĩ anh nấu cho em đó. Bởi vì làm đêm dễ bị nhiệt lắm. Em biết rồi. Thôi không nói nữa nha, em đi làm đó, bye bye. Ok rồi, làm ơn bên này nha, mau qua đây đi. Đối chiếu lại chỗ này. Rồi vào dạ, chỗ đi. Dạ, đối chiếu. À, vô đi. À, được. À, thầy Diệp kia. Em vô trước nha thầy Diệp. Được. Thầy Diệp. À, dạ Nguyên, thầy tưởng đâu hôm nay em không rảnh đến chứ. Em đâu dám. Chào thầy Diệp. Ủa, Huệ Đình cũng đến nữa sao? Hay lắm. Mau chào đi. Chào ông Diệp. Ờ, ngoan lắm. Ông Diệp kính chào ông. Chà, đẹp vậy sao? Cảm ơn con nha. Hôm nay là buổi hòa nhạc chúc mừng thầy về hưu mà, dĩ nhiên cả nhà em phải cùng đến. Cảm ơn nhiều. Ngày gia đình mà cũng làm sao? Tụi em làm đài truyền hình là vậy đó. Anh à, anh có mệt không? Ngồi đi. Em xoa bóp cho anh nha. Trời, trời là cần gì mạnh tay vậy? À, xin lỗi nha, anh để em nhẹ tay một chút. Nè, em không cần bày nhiều trò nữa. Chuyện hôm nay ít nhất anh cũng giận em 5-7 ngày luôn. Nếu không làm sao ăn nói với thầy? Anh tưởng em muốn lắm sao? Em đâu có ngờ là ê mặt như vậy đâu. E rằng 5-7 năm sau em còn chưa dám đến tính phòng nữa. Em ê mặt là chuyện của em. Em có biết thầy Diệp đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết để luyện tập chỉ vì buổi hòa nhạc lần này hay không? Lần này còn là buổi hòa nhạc giả từ nữa. Bao nhiêu lần hòa nhạc thầy quan trọng nhất là lần này đó. Có thể sau này không còn cơ hội nữa. Em nghĩ coi, một nhà soạn nhạc đứng trên sân khấu hết sức tập trung biểu diễn, phía dưới lại có người đang ngủ gật, còn ngáy ngủ nữa chứ, cảm xúc đó sẽ ra sao?
Em làm đạo diễn, em bỏ công sức quay một bộ phim ra, em cũng đâu muốn người ta coi đến ngủ gục. Em là đạo diễn, em có cảm xúc gì? Không phải chứ. Alo, phải cậu Lâm à? Làm ơn, anh có thể kêu sếp ghi điện thoại giùm không? À, con ngủ mất rồi. Cậu tìm cổ có chuyện gấp sao? Vậy thì hay là phiền anh nói cho sếp biết tôi đã đổi lịch làm sáng mai thành 3 giờ chiều rồi. Kêu sếp ngủ thêm vài tiếng nữa đi. Ok, cậu cũng thương sếp của cậu lắm. Đương nhiên rồi, tuần này tổng cộng chị định đã làm thêm 3 ngày rồi. Nếu không tại vì coi hòa nhạc gì gì đó, chỉ đâu cần đến hối hả đổi lại lịch làm việc chứ. Thức suốt đêm cắt ráp luôn đó. Nè, nè, nè. Nè, im lặng. Im, làm mợ thức dậy bây giờ. Mợ đang ngủ đó. Tụi con chơi trò săn bắn cướp mà. Không bắn súng làm sao bắt cướp được. Súng của con có lắp bộ hãm thanh không? Con là cướp mà, có thể không cần lắp bộ hãm thanh không? Cướp thì càng phải có, nếu không sẽ bị cảnh sát biết con ở đâu. Muối muối, cây của con cũng vậy, cây con ồn nhất. Chúng có cây là súng máy, không để lắp bộ hãm thanh. Sao, bộ hãm thanh của cậu có lợi hại không? Lợi hại lắm. Con ngon nữa. Nếu ngon thì ăn nhanh lên, ăn xong còn phải đi học nữa. Cậu ơi, người lớn không đi làm cách được không? Người lớn không đi làm sao có tiền? Thì đó, không có tiền làm sao mua nhiều đồ chơi cho con? Nhiều khi đi làm không phải chỉ vì kiếm tiền đâu. Không phải vì kiếm tiền thì vì cái gì chứ? Thì vì lý tưởng. Lý tưởng là gì vậy? Lý tưởng là trong lòng con rất muốn làm một chuyện gì đó và muốn làm thật thành công. Đó chính là lý tưởng. À phải, cậu ơi, lý tưởng của cậu là gì? Cậu thì muốn năm đứa con nên thân nên người, mau to chóng lớn, là một người thật có ích. Đó là lý tưởng lớn nhất của cậu. Cậu ơi, lý tưởng của cậu dễ đạt được lắm á. Có thật hay không? Còn lý tưởng của con là gì? Lý tưởng của con là đi buôn bán. Ừ, sao lại đi buôn bán? Tại vì hãy cậu với mợ mua thức ăn về đều bị anh Mập với lại anh Nằm ăn hết luôn. Cho nên con đi buôn bán, con sẽ được ăn mọi thứ. Không phải ha. Cậu Năm, lý tưởng con là gì? Lý tưởng của con là từ nay không phải hát bè nữa. À, vậy dễ thôi, cậu không chơi game nữa thì sẽ không cần hát bè. Không phải, thật ra lý tưởng của con là ngày nào cũng có thể chơi thắng máy. Còn bánh dứa, còn con? Lý tưởng của con hả? Không có, không biết nữa. Bây giờ không biết cũng không sao, con có nghe không? Kẻ có chí ắt thành công. Dù trong lòng các con có lý tưởng gì, chỉ cần con hướng về mục tiêu này tiến lên từng bước một, một ngày nào đó sẽ có thành công biết chưa? Dạ biết. Mau ăn đi, con ăn chậm nhất đó. Sao lại chứ gì? Rõ ràng mình đã cày chu bỉ vô hôm mà. Ai phá đồng hồ của em vậy? Là anh chỉnh lại. Anh có nhầm lẫn không? Em trễ giờ rồi. Chắc chắn sếp sẽ cằn nhằn em nè, chứ thôi. Em đừng căng thẳng quá. Hôm qua cậu Lâm gọi điện đến, nói là đã đổi lịch vào buổi chiều. Thật hả? Không lẽ anh muốn em bị đuổi việc sao? Làm em hết hồn ạ. Xin lỗi nha, em không có ý trách anh đâu. Anh xin lỗi em thì đúng hơn. Sao vậy? Em ngồi xuống đi. Cậu Lâm đã nói với anh rồi. Cậu ta nói em vì coi hòa nhạc với anh phải làm việc suốt đêm. Em đã vì anh còn trách em nữa, có phải anh sai không? Anh nói sao cũng được. Em đã ngủ gục trong buổi hòa nhạc của thầy Diệp, lại còn ngáy nữa. Lỗi của em á thì đúng hơn. Vậy cũng phải. Anh mới nói gì? Em đã nói rồi mà. Anh có thể lịch sự một chút không? Anh có thể nói là không phải em à, tại anh sai quấy, anh không nên lơ là bất cẩn quá, không nên tùy tiện quá nạt. Em là cao cả nhất, còn anh là nhỏ bé nhất, phải vậy đó. À, thì ra anh tệ vậy sao? Vậy thì anh không cần tốt với em quá, anh sẽ cho em chết. Thôi nha. Tất cả vào chỗ, chuẩn bị. Nhanh lên, 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 nhanh lên,
Phương Vĩnh Lệ. Cô Lan. Ra chơi mà sao gọi đây một mình vậy? Sao không chơi với các bạn đi? Em chơi môn gì cũng tệ hết. Thực tế họ không cho em chơi. Các bạn đã nói em như vậy sao? Các bạn không có nói như vậy, nhưng em tự biết thân phận của mình. Thật ra chơi không giỏi cũng không sao. Đâu có ai mới sinh ra thì giỏi mọi mặt chứ. Em có nghe câu kẻ có chí ắt thành công chưa? Ý nghĩa tức là chỉ cần em chịu nỗ lực chắc chắn sẽ thành công. Em cười gì? Cô là, cô biết không, cậu của em cũng nói với em như vậy đó. Bọn hai người thông đồng hả? Nói chuyện giống nhau quá. Vậy sao? Nè, cậu em cũng nói vậy, tức là cô không có nói gạt em. Nghe lời cô đi, tạo thêm niềm tin cho mình, biết chưa? Dạ biết. Vào đi. Lúc đây cậu Lâm đối với tôi là anh giảm bốn nhóm của tôi thành hai nhóm, có phải không? Cô Cốc à, cả bộ phim của chúng ta chỉ có ba nhóm thôi. Cảnh một của cô sử dụng hết bốn nhóm rồi. Thử hỏi những cảnh tiếp theo tính sao đây? Cảnh đầu của tôi toàn là cảnh lớn mà. Nếu cô phải là cao thủ bốn phái Hoa Sơn Luận Kiếm thì là quyết chiến tử cấm chi nhiên. Bây giờ anh chỉ giao hai nhóm cho tôi, làm sao tôi quay? À, tôi biết cô rất lo lắng, nhưng hoàn cảnh hiện nay không có tốt. Định như vậy nhưng mà anh muốn tôi quay phim hay là tôi... Được. Nói thì nói như vậy thôi. Những chuyện quay phim là chú trọng tâm tư, không nhất thiết là phải bỏ ra nhiều tiền mới quay được những thứ phim hay. Cái mặt chết tiệt này, luôn cả rác cũng để ở đây. Nè, khiêm tốn cũng có thể chiến thắng vậy. Ý, tìm được rồi, là bạn đây. Cô Cốc à, cô là người thông minh, cái gì cô cũng lo nữa. Cô yên tâm đi, nhất định cô sẽ làm được mà. Được, chắc chắn sẽ được. Nè, hay là nói tứ đại cao thủ ăn thịt heo nhiều quá, nếu không bị bể mạch máu thì bị trúng gió, cho nên ngồi xuống luận kiếm. Này nè, còn không thì thêm vài câu thoại, nói là quân tử động cẩu không động thủ, dùng miệng trả lời cho xong. Nhiều khi hai nhóm đó cũng đỡ tốn hơn đó. Không phải chứ? Dĩ nhiên không có được. Quá đáng thiệt. Đà, chào chị Cốc. Chào sếp. Ủa sao hả? Hai nhóm hỗ trợ đó sao? Thương lượng xong chưa? Cậu có biết cậu đã cứu mạng tôi không? Cũng may là cậu giờ lịch làm sáng nay đến giờ này thôi. Nếu không tôi lại phải đi cắt ráp nữa. Lúc nãy tôi nhất định lấy dây thép xiết cổ gã Thương Dương. Nè, cắt xong rồi. Vậy cậu tìm cái gì? Đừng có nói với tôi là cậu lại quên đánh số nha. Không phải, lần này em đã đánh số băng rồi. Nè, thật tình không tìm được cuộn băng của cậu. Không lý nào, tôi đánh số rồi mà. Đâu mất rồi, không thể cậu là bị mất được. Cậu tìm kỹ lại đi. Có thể em... À, em nhớ ra rồi. Xin lỗi, tức là đúng ra em chuẩn bị cho sáng nay rồi. Em đã báo với họ, nhưng mà quên báo cho kho phim biết. Ờ, chắc chắn cuộn băng đó đã chuyển vô kho phim rồi. Xin lỗi sếp, em không muốn đâu, chị tin em đi. Em không dám tái phạm nữa đâu. Hay là vậy, bây giờ em xuống dưới gọi điện cho họ, hỏi anh Minh coi anh có giải quyết được hay không. Bỏ đi. Đợi ảnh đưa cuộn băng đến, thời gian đăng ký cũng qua rồi. Bây giờ cậu coi chừng đâu có thời gian đăng ký cắt sắp lại. Dạ, xin lỗi. Ngày mai. Sao tự nhiên cô chạy bộ vậy? Không biết rồi, anh không muốn đánh tiếp thể dục phải về bếp nữa. Tệ muốn chết, sợ bị người ta cười. Con không thể nói anh tôi có con như vậy được. Mau xin lỗi đi. Xin lỗi nha. Má ơi, con đi tắm nha. Anh hai ơi, có phải làm bác sĩ khó lắm không? Cũng khó lắm. Cho em coi với. Ê, em đừng phá nữa, anh đang làm bài mà. Nhưng anh hai giỏi như vậy, chắc chắn anh có thể biến ước mơ thành hiện thực mà làm bác sĩ đó. Cũng mong là vậy. À, anh hai à, hay là em cũng giống như anh vậy, sau này làm bác sĩ nha. Em muốn làm bác sĩ sao? Sao chưa nghe em nói? Nhưng em vô dụng quá à. Đi đứng cũng chậm hơn người ta. Làm bác sĩ gì chứ, làm gì cũng không được hết. Em à, em massage thêm một lát là vừa rồi. Chỗ này của em cứng lắm. Chịu thôi.
Cấp trên thì đổ trách nhiệm, còn nhân viên thì không nói gì hết. Em không gánh vụ này thì ai gánh chứ? Mời anh qua đây. Quyển này là sổ hàng tuần của Phương Vĩnh Lễ. Tôi muốn cho anh xem bài gần đây Giam Lễ viết. Cảm ơn. Vận động viên thể dục của Trung Quốc chúng ta lại đoạt giải rồi. Em nhìn thấy huy chương vàng của họ trên bảng báo tường của nhà trường. Họ rất vui mừng, vẫy tay với mọi người. Sao hả thầy cố? Chừng nào mới quay về trường giúp tôi dạy học đây? Đâu phải hiệu trưởng không biết, tôi còn phải chăm sóc 5 đứa cháu lận, làm gì có thời gian. Chuyện đã qua lâu rồi, bọn trẻ cũng lớn hết rồi. Sang năm đứa nhỏ nhất có lẽ cũng đến trường này học hành. Anh về đây dạy, có thể vừa làm việc vừa giữ trẻ. Thử hỏi có tiện hay không chứ? Phải đó, anh về đây đám học trò trong ca đoàn lúc nào cũng nhắc đến anh. Chúng nói lúc trước hệ của anh là dự thi đều đạt giải. Nè, quyết định vậy đi, cho dù anh không thể dạy toàn giờ cho tôi cũng nên dạy thêm lớp ca đoàn. Tôi không chấp nhất đâu. Suy nghĩ lại đi, hôm khác trả lời tôi. Ok. Vô đi. Anh tìm tôi à? À phải rồi, cô vô đây. Nè ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nè chuyện là vậy, sáng sớm hôm nay tôi mới họp với cấp trên. Cấp trên kêu tôi phụ trách mảng phim truyền hình đặc sắc đó, có phần của cô. Thật sao? Có phải là phim dạo trước đã quảng cáo rầm rộ, nói là sẽ quay Nhật, châu Âu quay 60 tập? Dĩ nhiên không phải rồi. Nếu đúng như vậy thì tóc của tôi đã rụng hết rồi. Loại của người ta là phim truyền hình Kim Trang 60 tập, còn của chúng ta là phim truyền hình Tinh Trang có 5 tập thôi. 5 tập cũng được, mà một mình tôi có thể quay hết, vậy thì càng có thể liên lạc hơn nữa, càng hoàn thiện hơn. Nhưng mà cấp trên đòi hỏi phải quay có khí thế, có bối cảnh của đại thời đại, dạng phim võ hiệp cổ trang đó. Hỏi tôi có sáng kiến gì, ngày mai đem quảng cáo. Cô có ý kiến gì không? Phải có khí thế, có bối cảnh đại thời đại. Tôi nghĩ phải qua bên đại lục quay ngoại cảnh. Tôi biết trước cô sẽ nói như vậy rồi. Cô nói như vậy thiệt, tôi sợ cô nói như vậy lắm đó. Cô coi nè, qua đại lục quay chi phí lớn cỡ nào. Nhưng anh nghĩ coi, phim truyền hình Tinh Trang mà. Anh không thể kêu kiệt bóp bụng sơ sài qua loa, ra sau giường coi như là ngựa qua viên để thệ sư khởi nghĩa, tổ chức binh biến, có phải không? Vậy cũng phải. Vậy thôi được rồi. Nè, qua bên đại lục quay đi. Nè, cô đòi qua đại lục quay đó nha. Nếu đến lúc đó cấp trên chấp thuận, cô đừng có bắt tôi gánh hết, vậy là được rồi. Không thành vấn đề, mọi chuyện cứ để tôi lo. À phải rồi, người biên kịch là ai vậy? Tôi phải gặp người ta để nói chuyện nên quay thế nào. À xin lỗi, xin lỗi. Nó ở đâu rồi? Cậu Lượng, cậu tới đúng lúc lắm. Chúng tôi đang nói nên chọn loại phim gì nè.
Người này là biên kịch hả? Vậy thì coi như sau khi mọi người qua đại lục đứng yên một chỗ đợi kịch bản là được. Tôi còn chưa nói cô làm kịch bản của tôi dở tệ ra nói chuyện lớn tiếng. Thái độ của anh như vậy sao? Đến trễ quá đáng đã đành rồi, cuộc cầm ly trà sữa bình thản bước chuông nữa. Cà phê mà. Tôi không biết là cái gì. Làm gì căng thẳng vậy? Giám chế vẫn chưa lên tiếng mà hả? Đúng không? Tôi biết tôi không có tư cách yêu cầu đổi kịch bản, nhưng mà nếu anh thực sự kêu tôi hợp tác với ảnh, tôi không bảo đảm hiệu quả sẽ ra sao. Tôi cũng biết là tôi không có tư cách đổi đạo diễn, nhưng mà nếu chị vẫn cương quyết thì tôi cũng không dám bảo đảm kết quả làm sao à. Anh là một nhà biên kịch mà bắt chước lời thoại của người khác có phải là xấu hổ vô sĩ không? Quay tới quay lui chỉ toàn đồ vest, đồ đầm, ai mà không biết quay. Thế thì kéo bộ đồ vest đó xuống rồi sau đó bổ sung thêm cái đầm lên. Ai vậy? Làm ơn nhập vai chút đi, nhập vai gì, chị là ai vậy? Anh lúc không nào phải là đạo diễn, anh đừng có nói chuyện quay sao? Phim. Sao? Bây giờ tôi chỉ hy vọng anh một điều là trước khi bắt tay tôi hy vọng anh giao hết kịch bản cho tôi. Và những chuyện sau đó giao thì sao? Không được biết mà hiểu được chứ làm gì vậy? Tôi không cần biết. Thử hỏi có đáng giận không hả? Nếu đó không phải là vợ anh, tôi đã trở mặt lâu rồi. Lý lịch của chú đen cỡ nào mới được chứ? Cổ cũng là thấy sao nó vậy thôi. Đại ca, trời ơi, làm nghề của tôi đâu có biên kịch nào nộp thoại đúng giờ hả? Rõ ràng là thù ghét thôi. Cổ không cần nghĩ đâu xa, cũng nên nghĩ lại lúc trước đã giới thiệu anh cho cổ mới có hạnh phúc như hôm nay, đúng hay không? Có thể đến công ty được chứ, chửi khang cổ luôn, sau đó về nhà uống canh ngon của anh thấm giọng rồi lại đến công ty tiếp tục chửi. Con người cổ là vậy đó, hễ làm việc thì không cần biết tới ai. Nhưng có thể lần này cổ hơi nóng nảy, nhưng lần này là quay phim điểm, chú cũng đâu muốn thất bại cho người ta thấy, có phải chú nên làm tốt hơn không? Chuyện đó thì tôi biết. Thật ra tôi nghĩ từ đầu tôi đã tìm được cách để quay phim binh biến quyền võ môn. Tôi đã có một cảm giác rất là mới, cũng như vợ anh vậy, đôi bên dự định là qua đại lục quay ngoại cảnh, nhưng mà vừa đến công ty tôi liền bị cổ chửi tát tát vào mặt vậy đó. Sao vậy, kỳ cục vậy hả? Định qua đại lục quay ngoại cảnh mà. Nè, quyết định vậy đi. Dù anh không thể đến giúp tôi dạy toàn giờ, anh cũng dạy thêm lớp ca đoàn nha. Tôi không chấp nhất đâu. Sao trùng hợp vậy? Trùng hợp gì? Không, hôm qua tôi đi đón thằng Tư năm tan học để gặp hiệu trưởng Lam. Hiệu trưởng nói với tôi là... Cô nói gì? Không có gì. Không có cái gì. Cổ kêu tôi theo dõi bài tập của thằng Tư năm. Trời, thì đương nhiên. Nhất là vợ anh phải qua đại lục, chỉ có mình anh lo cho năm đứa nhỏ. Nói cho anh biết vợ chồng anh nên trao đổi đi. Cô làm ở đài truyền hình bao năm qua, cuối cùng cũng được tham gia làm phim điểm. Kẻ làm chồng đương nhiên phải ủng hộ cổ. Tôi phát hiện đàn ông như anh đã bị tuyệt chủng rồi. Nếu tôi là phụ nữ thiệt tình tôi. Anh à. Ừ? Chuyện này là của Chu Quốc Lượng thật sao? Thay đổi cách nhìn phải không? Nóng đó nghe. Cảm ơn. Cũng có ý tưởng lắm, nhưng mà cậu ta có xuyên vậy không? Còn lâu lắm mới khởi quay phim đây. Mới đó đã chuẩn bị sẵn đề tài à? Lúc nãy anh đi uống nước với cậu ta, cậu ta không ngừng than với anh là không ai biết trọng dụng cậu ta, nên anh mới ngồi nghe chuyện của cậu ta. Nghe một hồi cũng lạ lắm nên mới chép lại cho anh xem. Có khi nào là anh bịa giùm cậu ta không? Nè, còn không thì cậu ta làm chui ở ngoài ăn cắp ý của người ta sau đó đem về. Em đừng nghĩ cậu ta tệ quá, cậu ta cũng có tài lắm. Nếu không sao có nhiều việc làm. Phải, cậu ta hơi lười một chút, cho nên nhất định phải gặp một người thật sự có đòi hỏi, không ngừng đốc thúc cậu ta thì cậu ta mới nộp đủ thoại. Có phải em vậy không? Đến một vòng lớn để khen em, không lý nào em tự đập đổ mình, không công nhận bản thân có đòi hỏi. Thật tình anh cảm thấy hai người âm dương song kiếm hợp bích, có tự tin lắm. Em sẽ quay được một bộ phim hay. Nhưng nếu em nhận phim quay này thì em sẽ qua đại lục một tháng để quay đó. Đến lúc đó một mình anh lo cho bọn trẻ có được không? Quay một bộ phim em thích là lý tưởng của em mà. Này cũng lắm là vậy, nếu có thể anh sẽ lo nhạc nền cho em, vậy thì anh sẽ có thể trở thành một phần trong lý tưởng của em rồi. Tốt. Đúng lắm. À, chào. Chú hai bên kia kìa. Tất cả dừng lại, nghỉ một lát đi. Uống chút nước thôi. Nè, một chút thôi, còn đủ nhiều nha. Hello. Chào. Sao, chào Quyên. Chào chú hai. Chào chú. Ai, so với bà Shido, anh chỉ quen em xa 1 năm thôi, nhưng mà cả đời làm chú hai của người ta. Đừng nhỏ mọn quá mà. Mạnh dữ à?
Lát nữa cố gắng học tập cẩn thận một chút. Không làm được thì đừng cố ép, biết chưa? Tóm lại con nhớ những gì chú ba nói là được rồi. Tốt lắm, mình bắt đầu đi. Nè, nhanh lên, mau. Sao hắn chết lại con làm thế nào? Tốt lắm, hơi là một chút, cứ từ từ thôi. Nè, thưa lượt con. Nè. Mập á, không thành vấn đề đâu. Lúc nhỏ chú hai còn mập hơn con nhiều lắm. Bây giờ chú hai trở thành thô mát lộn vòng rồi. Chỉ cần biết kiên nhẫn, ước mơ thành hiện thực, không chừng sau này còn tham gia thế vận hội nữa, đoạt mấy huy chương vàng, biết chưa? Hơi lệch một chút thôi, tay có lệch một chút là được rồi. Thiếu thì một chút thôi, đánh dứa lộn thêm vài vòng sẽ được. Thì ra trẻ con cũng có thể nỗ lực giữa ước mơ của chúng. Không được, có bộ gì cũng phải cố gắng một chút. Cái gì? Hai người đám cưới? Cô không nghe lầm chứ? Vì quyết định đám cưới giao cho sư Tạo. Hôm nay tôi và Lan Ra đến nhà thờ đăng ký xếp ngài. Các con sắp sửa phải gọi chú là ông chú ba rồi. Nè, các con có biết lễ phép không? Luôn cả bọn trẻ cũng có thể lễ phép hơn con. Chẳng lẽ một câu chúc mừng cũng không có? Vậy thì phải chúc mừng rồi, giáo sư Tào. Cảm ơn. Giáo sư Tào à, chú đã cầu hôn mà gì như thế nào vậy? Phải đó, kể lại quá trình đó đi, con cũng muốn biết lắm. Đừng nhắc nữa, anh đâu có can đảm như vậy. Cũng nhờ dì nói quịch tẹt ra một hai cái bạn đi đăng ký xếp ngày thôi. Dì cũng được sao? Dì của em có gì mà không dám? Thành thật mà nói, quỹ đào tạo cuộc sống trước đây của tôi á, chỉ là từ ký túc xá tới lớp học, rồi từ lớp học trở về ký túc xá. Nhờ Laura, một tay Laura đã đưa tôi bước ra cổng trường, đưa tôi tới Vịnh Đồng La, Vịnh Cái Rá, thậm chí Vịnh Đại Long. Laura, em đã làm phong phú cuộc sống của anh. Lúc trước em chỉ biết đi dạo, xem phim, mua sắm và ăn cơm. Chính nhờ Tam Cương đã giúp em thoát khỏi sự thô thiển đó, nhận thức được biển học mênh mông. Chính anh đã nâng cao cuộc đời của anh thì đúng hơn. Quang Hâu, cảm ơn. À, cảm ơn. Chú một là họa sĩ, có thể dạy tụi con vẽ tranh. Chú hai là huấn luyện viên thể dục, có thể dạy tụi con tập thể dục. Bây giờ chú ba là một giáo sư, có thể dạy tụi con làm bài tập. Chà, nếu sau này có thêm một chú tư mở tiệm đồ chơi thì chúng ta giàu to rồi. Nè bánh dứa. Mọi người đừng có trách bánh dứa. Thật ra dì cũng phải cảm ơn bánh dứa mới đúng. Lần này dì thấy con, dì muốn đạt được ước mơ trở thành vận động viên thể thao, đã không ngừng lộn vòng. Dì mới quyết tâm phấn đấu vì hạnh phúc của mình, theo đuổi một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp, biến giáo sư Tào thành chú ba như hiện giờ. Cho nên bánh dứa à, con cũng nên cố gắng, đừng nên bỏ cuộc nha, biết không? Đâu có ai lộn như anh vậy, phải lộn thẳng mới được chứ. Ai mà không biết. Nè, anh thử nhìn gì đây? Hai mắt phải nhìn thẳng, hướng về siêu nhân. Anh sẽ lộn thẳng được ngay. Được rồi, đúng như em để siêu nhân trước mặt anh thôi, cuối cùng anh đã lộn được thẳng rồi. Yeah! Nè Solomon, tới giờ rồi, đã đến lúc phải nhắc đại ca Nguyên xuống lớp đó hả? Đủ rồi anh à, đã dạy xong tự động anh sẽ ra ngay, không cần phải hối đâu. À, bà Dư, đến đón bé Billy à? Bà phải, thầy cố vẫn chưa dạy xong sao? Đó, má anh ta đã đến rồi, kêu đại ca Nguyên đừng có làm ra vẻ siêng năng nữa, đừng có cản trở bà Dư đi mua sắm chứ. À, bé Billy tan học rồi. Bà Dư, gặp bà thiệt may quá, tôi có chuyện muốn bàn với bà. Có chuyện gì? Lúc nãy khi lên lớp, tôi có trò chuyện với bé Billy, thì ra nó không thích chơi violon cho lắm, nó muốn học guitar. Tôi thấy ở đây có lớp dạy guitar, không biết là bà có hứng thú không? Học guitar có gì hay chứ? Tôi chưa từng nghe ai nói trường điểm nào nhận người chơi guitar giỏi thì mới được vào học. Đừng nói nhiều nữa, con phải đến chỗ thầy Smith học anh văn rồi. Đi nhanh lên đi, bye bye. Bye bye. Cô
con đến lớp nói những chuyện đó với thầy sao? Ơi, anh thoáng chút đi, trẻ con chịu đến thì anh dạy, có cái gì đâu. Không hiểu tại sao bọn trẻ bây giờ đến học đàn hoàn toàn là do cha mẹ ép đến không à. Bọn chúng ôm cái đàn giống như là cực hình vậy. Mặt mũi nhăn nhó làm tôi dậy không còn tâm trí nữa. Nghĩ kỹ lại không biết mấy năm qua làm cái gì nữa. Thực ra hiệu trưởng nói với tôi là muốn tôi quay lại dạy lớp ca đoàn, nhưng tôi biết vợ tôi phải qua đại lục quay phim, cho nên không nghĩ đến nữa. Nhiều khi vợ anh chẳng ra thể thống gì. Đại ca Nguyên à, anh vì năm con khỉ đột hy sinh sự nghiệp và tuổi trẻ mấy năm qua, cổ chỉ cần hy sinh cho anh một chút cổ cũng không chịu. Bây giờ anh còn chiều cổ nữa. Không liên quan đến cổ. Tôi có nói với cổ đâu, tại tôi tự quyết định thôi. Cậu Lâm à. Hả? Cảnh quay ngày mai cậu nhớ đặt thiệt nhiều lá khô nha. Lần trước chưa quay xong ngày mai phải quay tiếp đó. Thứ nhất chứ đó phải có nhiều lá khô, lúc quay cũng phải cho thổi thật nhiều, ok? Với cảnh này chỉ nói về luyện công thôi mà. Đừng có cãi nữa, nhớ đặt nha. Ồ dạ, biết. Tôi đi trước đó. Chuyện gì vậy? Nộp thoại. Sáng nay anh đã nộp cảnh đó và cũng quay xong rồi. Cảnh đó còn phần tiếp. Nhưng mà còn cảnh này nên quay làm sao là tùy vào cô. Cuộc họp phụ huynh sáng mai sắp xếp tới đâu rồi? Sắp xếp xong rồi. Với lại phụ huynh của vài em cũng sẽ đến phụ giúp thôi. Tốt vậy sao? Dạ phải. Nè, ngày mai các em lớp 4 sẽ phụ trách lớp 1 ca đó. Phải. Ủa, thì cố à, đến gặp hiệu trưởng à? Phải. Thầy cố. Hiệu trưởng, tôi tìm cô. Tìm tôi? Có phải liên quan đến chuyện quay lại lớp dạy ca đoàn không? Phải. Xin lỗi hiệu trưởng. Không cần phải xin lỗi, tôi hiểu mà. Thật ra tôi rất mến chuyện anh chăm lo gia đình. Hay là gì, chúng ta gặp cô La thông báo với cổ, để cổ chuẩn bị tinh thần đi, ok? Cũng được. Các em à, bây giờ cô có chuyện muốn tuyên bố với các em. Các em cũng biết, lúc trước thầy cố là thầy dạy nhạc của trường chúng ta. Kiến thức về âm nhạc của thầy sâu sắc vô cùng. Đúng ra cô rất muốn mời thầy cố về trường giảng dạy, nhưng tiếc thời gian riêng của thầy có hạn, cho nên bây giờ hàng tuần chỉ có thể dạy được 3 tiết thôi. Hiệu trưởng, tôi nghĩ cô nhầm lẫn rồi. Thật ra đó là ý của em. Cậu Lượng này không phải chứ. Chưa được sự đồng ý của anh đã bán đứng sự riêng tư của anh rồi. Anh cũng biết xưa nay cậu ta thích sao chép lời thoại của người khác mà. Chẳng qua lần này lời thoại cậu ta sao chép đã đưa hết cho em coi rồi. Không phải đâu em à, thật ra anh không cần nói gì hết. Em đã nói với Thương Dương rồi, em sẽ không qua đại lục quay phim điểm đó nữa. Anh có thể yên tâm đến trường tiếp tục dạy thêm những lớp hợp ca đi. Như vậy sao được? Khó khăn lắm em mới được quay phim điểm, em bỏ vậy sao? Ai nói em bỏ chứ? Yên tâm đi, với khả năng như ngày hôm nay của em, không nhất thiết phải qua đại lục quay. Đến Đại Áo, Đại Canh, thậm chí là Đại Đắc Địa, em vẫn có thể quay được phim điểm. Đành vậy, nhưng mà dù sao được rồi, anh đừng có làm ra vẻ cao cả nữa. Cũng như cậu Lượng nói, anh làm vậy sẽ làm em trở nên rất nhỏ bé. Đương nhiên là không rồi. Lúc nào vợ anh cũng cao cả nhất. Anh vì gia đình này cực khổ bấy lâu rồi, đã đến lúc em phải làm chút gì đó. Em à, anh nghĩ anh có cái này cho em. Thank you.
Alo. À, cho tôi hỏi ông Cố Gia Nguyên. Cậu tôi đi rồi, cho hỏi ai tìm cậu tôi vậy? Tôi từ nghĩa trang gọi đến. Mộ của chúng tôi đang rất tốt, sao lại bị sụp chứ? Tôi đã nói rồi, do mộ mới động thổ ảnh hưởng đến mộ cũ, xuất hiện hiện tượng bị sụp, đó cũng là bình thường thôi. Đâu có, mộ chúng tôi đâu có bị sụp đâu. Tôi đâu có nói mộ này, tôi nói mộ ở bên cạnh đây nè. Mộ bên cạnh à? Mộ bên cạnh liên quan gì đến chúng tôi? Ờ, nè, dựa theo đăng ký, hai mộ này đều dùng tên của ông Cố Gia Nguyên để đăng ký, địa chỉ, điện thoại liên lạc hoàn toàn giống như nhau. Vậy người chết mộ này tên là gì? Tên là Phương Hữu Di. Phương Hữu Di, tức là ba.